Ok, xin chào các bạn, chờ một cái đợi đã trở lại trên rồi, mình có remote vào hôm nay mình mới chuyển nhà xong. Đây chính là căn nhà xong rồi đây là căn phòng mình. Bảo mới luôn nè. Đây chính là cái gì các bạn nhìn thấy rất là rõ đây. Mình đã đầu tư hẳn một cái dàn để mình làm video tập clip là một cái iPad 3 phiên bản 9.3.4, một cái máy tính dèo Windows 7, tính là dèo hẳn hoi nha. Để sẽ xoay lại cho các bạn xem nha. Đó, dèo, ok. Thì đây chính là toàn bộ cái dàn máy tính của mình. Anh có không ai ngờ nghe là nhà cổ điển đây chuột nha, mình cũng không mình đang sắp phải đi học nên mình chưa có thời gian để tay nghe Sony xịn luôn. Đây là cái ghế của mình, ghế học luôn, rất là giảm có lắm, nhưng mà già này của mình. Bài diễn bài của mình nhân vật kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ok, hello.